Xin chào quý cô công sở. Nói đến một item mà không thể thiếu trong tủ đồ của chúng ta thì chính là những set đồ bao gồm áo và dáng chân váy, đúng không nào? Ngày hôm nay thì Mela tiếp tục mang đến cho mọi người một thiết kế set đồ. Lan Anh sẽ giới thiệu đầu tiên là áo nhé. Chiếc áo của chúng ta thì sẽ là dáng áo peplum này. Dáng áo peplum thì luôn luôn chiếm được cảm tình của các quý cô rồi, bởi vì vừa mang đến một tỷ lệ cơ thể đẹp này, lại vừa có thể khéo léo để che lấp được mọi khuyết điểm, đúng không ạ? Phần cổ của chúng ta sẽ có những đường cắt ao khiến cho phần cổ trở nên rất là đặc biệt và khoe được bờ xung quanh xanh cho các quý cô. Kết hợp với đó sẽ là một dáng áo tay bồng nhẹ nhàng như thế này. Phần tay bồng của chúng ta thì sẽ là chất liệu tơ các quý cô nhé, để khiến cho mẫu trang phục càng trở nên sang trọng hơn. Bởi vì chất liệu tơ thì thường sẽ có cái độ óng ánh nhũ trên bề mặt, đúng không ạ? Và phần dưới của chúng ta, phần eo này với dáng áo peplum này thì sẽ còn được đính kết thêm đó là một chiếc đai nữa. Chiếc đai này thì mọi người hoàn toàn có thể tháo rời này. Mọi người có thể mix với nhiều trang phục khác. Đây là một món quà đến từ thương hiệu nhà Melia các quý cô nhé. Phần peplum này thì sẽ khéo léo để che được khuyết điểm vòng hai của chúng ta chưa thon gọn. Kết hợp với đó là một dáng váy bút chì. Đó, dáng váy bút chì thì luôn luôn sẽ khiến cho vòng ba của các quý cô được ôm này, đẩy hơn này, và đặc biệt là ăn gian chiều cao một cách tối đa nữa. Và Lan Anh nghĩ rằng với một chất liệu, đó là chất liệu đũi hàn cao cấp như thế này, thì sẽ khiến cho các quý cô văn phòng của chúng ta này thoải mái, tự tin diện trong cả một ngày dài đấy ạ. Mọi người có thể mặc đi làm, đi gặp gỡ đối tác, hay là tham gia những cuộc họp hay những buổi gặp gỡ quan trọng đều phù hợp mọi người nhé. Các quý cô nếu như đã yêu thích set thiết kế này rồi thì hãy comment ngay trực tiếp dưới video này để được tư vấn size một cách phù hợp nhất. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu muốn đến tận nơi để có thể thử và nhìn ngắm mẫu thiết kế này thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.